mọi người, hôm nay tụi mình cùng đi dạo mall chơi nha. Nhiều khi đi mall mình chẳng có kế hoạch mua gì hết trơn á, chỉ thích đi ngắm nghía thôi. Hôm nay thì sẵn Sephora sale nè, nên là mình sẽ mua một ít những cái đồ mà mình đang cần. Mình để ý là rất nhiều các chị em coi video của mình có tính giống y chang mình luôn. Đó là thích váy trắng nè. Khi nào mà đi shopping thấy váy trắng là phải sáp vô coi liền. Nhất là mấy cái váy trắng xinh xinh rồi bồng bềnh von von như thế này. Và phía sau còn hở lưng nữa chứ. Nhưng mà có điều cái hiệu này size nhỏ nhất của nó là size S. Mình mặc không vừa mọi người ơi. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị vô Sephora, để coi có gì hay thì mình quay cho mọi người xem nha. Đầu tiên mình thấy son dưỡng môi của Fresh có quá chừng mấy cái mùi mới luôn nè. Toàn là mấy cái mùi nhiệt đới thơm thơm không thôi. Thơm nhất là mùi xoài á mọi người, nên là hết trơn rồi. Sau khi mua đồ ở Sephora thì mình ghé Target để donut mua sắp mới. Mọi người coi nè, ở Target bữa nay có đồ mẹ và bé, đồ đôi á, xinh ơi là xinh luôn, mà có đủ thứ kiểu, đủ thứ màu, giá cũng mềm nữa, nên là các mẹ nào có con gái thì ra Target coi thử nè. Mấy cái váy này mặc hè chụp ảnh mẹ con là quá hợp luôn á. Chắc là đang mùa sale nên Sephora hết túi giấy mất tiêu, cho mình cái túi bự chà bá luôn, mặc dù là mình mua có nhiêu đây à. Còn mấy món à, trong đây thì mình có dầu gội, dầu xả với lại dầu dưỡng tóc mới của Olaflex. Đây, cái loại này mới nha mọi người, nó kiểu mặt nạ dưỡng tóc á. Sau khi mà mình gội xong rồi xả xong rồi thì mình bôi một lớp này lên, mình đỡ cỡ 10 phút rồi mình xả lại. Trên hướng dẫn thì mình thấy ghi là nếu tóc ngắn hơn á, thì chỉ cần dùng một pump là đủ. Còn nếu mọi người tóc dài và dày á, thì có dùng nhiều hơn để đủ cho cái lượng tóc của mình. Nếu như mà mọi người dùng mặt nạ dưỡng tóc rồi thì mình nghĩ là chỉ cần gội đầu bằng dầu gội cho sạch thôi. Xong rồi bôi một lớp mặt nạ dưỡng tóc này lên để 10 phút. Khỏi dùng dầu xả không được, tiết kiệm một lần. Đây, dầu gội với dầu xả thì cũng là của Olaflex. Bữa nay mình thấy cái lọ này nó dài hơn hay là tại mình không nhớ ta, nhìn có vẻ như là nó cao hơn á. Đó là dầu gội, còn này là dầu xả nè. Mình cũng gội với lại dưỡng tóc cho Donut bằng cái loại này, nên là tóc của Donut rất là mềm, thích lắm mọi người. Ngoài mặt nạ dưỡng tóc, dầu gội với lại dầu xả của Olaflex ra thì mình chỉ sử dụng cái dầu dưỡng tóc này thôi. Đây cũng là dầu dưỡng tóc của Olaflex, mình mua mấy năm rồi, nó có 30ml thôi mà bây giờ vẫn còn nhiều vậy luôn á mọi người. Tại vì mỗi lần dùng á, còn giọt à. Cái này thì vừa bảo vệ tóc khi mà mình dùng nhiệt lên tóc, mà vừa chống nắng cho tóc, phục hồi tóc nữa. Mấy cái sản phẩm này thì đều bằng giá nhau, ví dụ như là cái dầu dưỡng này cũng như 28 đồng, rồi cái mặt nạ dưỡng tóc này cũng 28 đồng, dầu gội với lại dầu xả cũng vậy y chang. Bộ dầu gội xả này thì nó có tác dụng phục hồi nè,
vừa giúp phục hồi tóc hư tổn mà vừa giúp cho tóc khỏe hơn, bóng mượt hơn. Mình thấy dùng rất là được. Mọi người thấy là mình hay nhuộm tóc á, nhưng mà tóc của mình không có bị hư tổn nhiều. Rồi để mình cho mọi người coi tiếp mấy món còn lại nha. Đây là lăn khử mùi Chanel. Rồi kem chống nắng, kem chống nắng Tatcha. Loại này thì mình sử dụng chắc là được 5 năm rồi. Mình chỉ mua lại loại này thôi. Hôm nay mình thấy cái hiệu Sunday Rally nó có kem chống nắng mới, suýt nữa là mình mua thử. Nhưng mà nó không có PA 3 dấu cộng mọi người, nó chỉ có SPF bao nhiêu đó thôi. Nên là một điểm trừ, mình lại quay lại với Tatcha. Kem chống nắng Tatcha. Tại vì mình xài hộp á nên mình cũng muốn đổi cái khác. Cuối cùng là serum dưỡng da. Đây là Retinol của Inkey List. Cái hiệu này thì vừa ngon vừa bổ rẻ, mà mình thấy cái gì xài cũng được hết. Mình có thử kem mắt, cà phê gì đó của cái hiệu này nè, mình xài hết sạch luôn, thấy xài được quá chừng. Và dán cái hộp này thì ghi là 25 cộng, chắc là dành cho những bạn từ 25 tuổi trở lên. Đúng thật, tại vì cái serum này thì nó có tác dụng chống lão hóa nè. Đây là một cái thành phần dưỡng da mà ai cũng nên sử dụng khi mà nghĩ tới việc chống lão hóa hết. Cái hộp này thì như có 90 đồng gì đó à, mà nguyên một tip serum 30ml luôn, tha hồ mà dùng được lắm mọi người. À, sắp hè rồi nên mình đang đi tìm mua bikini thì mua được một cái ở Aerie. Aerie này cùng hiệu với là American Eagle hay sao á, mình cũng thích đồ của American Eagle. Hôm nay thì mình mua được một cái bralette. Mình thích mặc bralette này tập yoga ha, thoải mái lắm mọi người, mà xinh nữa. Hôm nay thì màu trắng. Mọi người biết là mình thích mấy cái quần áo mà nó có viền kiểu cận sóng như thế này nè. Đó, mình thích lắm. Cái này thì vừa có von mà vừa có ren nữa, thấy xinh ghê. Còn đây là bộ bikini nè, màu trắng xong rồi nó có hoa văn màu xanh. Nhìn cái hoa văn màu xanh trên nền trắng này nó giống như là mấy cái bình sứ, mấy bình gốm á mọi người, mà mình hay cắm hoa. Ngoài ra thì nó còn có mấy cái đường gợn sóng kiểu scallop này nữa nè. À, thương á. Cái này thì nó che nhiều lắm, nó không có hở lắm đâu. Khi mà mọi người mua bikini á thì nhớ đọc ở trên đây nè, nó full coverage, nó không có kiểu hở mông nhiều quá, hở bên hông nhiều quá. Cái chất liệu cũng mềm mại, dày dặn nữa. Đó, trông nó như thế này nè mọi người. Đơn giản vậy thôi. Ở phía sau thì nó hở vòng xuống lưng một chút. Mình thích nó đơn giản nhưng mà nhờ nó có cái điểm nhấn, mấy cái phần viền của nó cận sóng như vậy nè, thì khi mặc lên nó không có đơn điệu quá. Bikini này thì có lót ở ngực nữa nên là không có sợ lỗ thi đi. Vậy thôi, mình mua hai món này à. Tìm mua bikini vậy chứ mình thấy cũng khó, tại vì mình cũng hay đi vòng vòng coi chỗ này chỗ kia mà không có thấy bộ nào vừa ý hết. Hôm nay không có ý định tìm mua, chỉ tình cờ thấy thôi thì lại mua được. Kèm cái dây của nó cũng có gợn sóng nè mọi người. Xinh không? Dễ thương à. Hôm nay thì mình đã đi ăn đồ Thái. Quán Thái này mới mở trên đường Memorial Drive với mọi người. Đồ ăn bài trí rất là đẹp mắt. Còn đây là papaya salad. Phần này mình gọi thì nó có đủ thứ luôn. Vừa có bún, vừa có da heo, vừa có xúc xích, vừa có chả lụa, vừa có nem, vừa có trứng. Y chang như là mấy cái hình mình thấy ở trên Instagram á. Tuy là nó không có nhiều mắm nêm lắm nhưng mà ăn cũng ngon lắm mọi người. Nếu như mà mọi người sợ mùi mắm nêm thì chắc là mọi người sẽ thích cái này. Ngoài ra thì mình có ăn thử pastel với lại tiger cry. Mấy món này thì đều vừa miệng, đặc biệt là cái nước chấm của cái tiger cry á, ngon lắm mọi người. Hello mọi người, cho Nick đang đạp mình đâu xuống luôn nè. Nick vui không? Dạ vui. Hôm nay trời mát quá chừng. Just loving.
could stop the time. Don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 Tối qua trước khi đi ngủ thì mình có ngâm gạo. Đây là gạo tẻ mọi người. Mình ngâm cỡ 300 gram thôi. Để sáng hôm nay thì mình nấu cháo sườn. Sáng nay sau khi chở Donut đi học thì mình ghé chợ xong rồi mua sườn rồi. Bây giờ mình bắt tay và mình nấu nha. Đây là sườn heo. Sườn heo thì mình dùng finger rib đó mọi người. Mình sẽ bỏ vô một cái nồi để mình trộn với nước sôi trước. Sau khi trộn với nước sôi thì mình sẽ hầm bằng nồi áp suất cho nó nhanh. Lượng nước thì mình để xăm sắp mặt thịt thôi. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây một chút muối. Rồi, để nước sôi cỡ 3 phút thì mình nhắc xuống. Tại vì mình chỉ trần sơ qua nước thôi á, không có cần phải luộc lâu. Sườn mình trần sơ như vậy là được rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống, xong rồi rửa dưới vòi nước lạnh cho nó sạch. Sau khi rửa sạch sườn thì mình sẽ xếp vào nồi áp suất và đổ đầy nước để bắt đầu hầm. Hầm sườn này thì mình bỏ thêm một ít đầu hành trắng vào cho nó thơm. Tiếp theo đó thì mình sẽ bỏ muối. Muối thì do mình hầm nhiều á nên là mình bỏ cỡ 3 muỗng cà phê muối luôn. Sau đó thì mình có thể đậy nắp lại và hầm bằng nồi áp suất trong vòng 20 phút. Trong khi hầm sườn thì mình sẽ đi xay gạo. Gạo này mình chắc bớt nước đi cái đã. Xong rồi mình thay bằng một ít nước mới. Mình muốn cái cháo của mình nó nhiều nước hầm sườn á, nên mình xay gạo với chút xíu nước như vậy thôi. Thì mình sẽ bỏ vô máy xay nha. Cháo này ngâm qua đêm rồi thơm nha. Chắc nấu cháo ngon lắm này. Mình đã cho hết gạo vào trong cái cối xay rồi. Bây giờ mình sẽ cho tiếp một chút xíu muối. Cỡ một muỗng cà phê muối đi. Rồi, đậy nắp lại. Sau khi đậy nắp lại thì mình mang vào bên này. Mình xay xong rồi đây mọi người. Mình sẽ bỏ qua một bên. Tiếp theo mình kiểm tra thử coi cái nồi nước hầm sườn này nó sao rồi. Bây giờ mình để nó nguội xuống được 50 phút luôn rồi á, chắc là nó mềm lắm luôn. Đây, nó nổi lên hết như vậy nè. Mình sẽ vớt sườn ra xong rồi lọc cái nước này cho trong. Xong rồi mình mới cho cái bột mình mới xay vào. Bột này thật ra thì chắc nó cũng không có mịn như là cái kiểu bột mình pha với nước đâu. Nhưng mà mình thích nó hơi lẫn cợn nhẹ. Trời ơi, mở nồi sườn nó thơm dễ sợ luôn á. Đói bụng quá à. Mình cắt mấy cái đầu hầm ra trước nha. Tại vì sườn này mình có trần sơ qua rồi á, nên là cái nước dùng của mình nó cũng trong á mọi người. Cái sườn mình cắt ra. Có bớt sườn vua mọi người, có nó mềm mà nó rụt ra như vậy luôn. Mình vớt ở đây luôn, tại vì sườn này tí nữa mình gỡ thịt ra. Xong rồi mình xào sơ rồi mình mới trộn với cháo.
Mọi người biết sao mà mình lại nói cháo không? Tại vì mỗi lần mà trước khi đi nha sĩ á, là mình phải chuẩn bị sẵn đồ ăn. Không thôi là mình đi nha sĩ về là thế nào miệng mồm cũng ê buông hết, không ăn được cái gì ngoài cháo. Do dịch nữa nè mọi người, nên là cũng lâu lắm rồi mới đi nha sĩ, thế nào cũng phải deep clean. Đây là nồi nước dùng sau khi mình đã vớt hết sườn ra. Bây giờ mình sẽ vớt luôn mấy cái bọt. Nước nó trong, nước trong veo luôn á mọi người. Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ đổ cái hỗn hợp bột mình đã xay vào đây. Khuấy đều lên rồi mình nấu thêm cỡ 15 phút hoặc là 20 phút cho nó mềm. Sau khi đổ hết gạo đã xay vào nồi nước dùng thì mình khuấy đều lên. Tại vì gạo này á, xay nhuyễn ra rồi nên là đổ vô một cái là nó sánh lại luôn á mọi người. Khuấy đều không thôi là nó sẽ dính đáy. Trong khi nấu cháo thì mình sẽ gỡ thịt ra khỏi xương. Thịt này hầm mềm nhừ rồi nên chỉ cần lấy đũa tuốt một cái là nó xuống hết luôn nè mọi người. Gỡ thịt xong rồi thì mình sẽ đặt một cái chảo lên bếp để xào thịt này với một ít gia vị cho nó đậm đà. Đầu tiên mình sẽ phi thơm một ít hành tím và tỏi băm. Sẵn tiện thì mình nướng quẩy luôn để tí nữa ăn kèm với cháo. Hành tím và tỏi này hơi đổi màu thì mình sẽ bắt đầu cho hết số thịt sườn mình đã gỡ xương vào. Tiếp theo thì mình sẽ đảo đều lên, đảo khoảng 3-4 phút thôi rồi mình bắt đầu nêm gia vị. Gia vị thì đơn giản lắm mọi người, chỉ có nước mắm như là một ít hạt nêm thôi à. Nước mắm thì mình nêm một muỗng cà phê, còn hạt nêm thì nửa muỗng cà phê. Sau khi nêm nếm thì mình sẽ trộn đều lên xong rồi tắt bếp. Nồi cháo của mình cũng mềm nhừ rồi đây, tại vì mình vừa xay gạo vừa ngâm gạo á, nên nấu cũng nhanh đó mọi người. Giờ mình sẽ cho hết số sườn đã xào với gia vị vào trong cái nồi cháo này xong rồi trộn đều lên. Sau khi trộn đều thì mình bắt đầu múc cháo ra tô rồi trình bày cho mọi người coi nha. Đây là cháo sườn đã múc ra tô. Tiếp theo mình sẽ bỏ một ít chà bông lên trên. Tiếp theo nữa, một thứ không thể thiếu đó là quẩy. Rồi, cuối cùng mình sẽ rắc một ít hành lá cho nó đẹp.
mình thấy có nhiều hình ở trên mạng không có hình lá đâu, nhưng mà mình bỏ hình lá lên trên cái nền màu trắng ấy, thì nó hấp dẫn hơn. À quên mất tiêu. Rồi, nếu muốn cay hơn thì bỏ thêm ớt bột đúng không? Wow, rất ớt bột hấp dẫn hơn nè mọi người. Mời mọi người ăn cháo sườn nha. Giờ mình sẽ trộn đều lên. Hình như là cháo này nó chưa mịn lắm đâu. Chắc là mình sẽ nấu thêm tí nữa, nhưng mà mình đói bụng rồi nên là mình múc ra mình ăn luôn. Và lại mình cũng thích ăn nó hơi lợn cợn một chút á.